mấy khoảnh khắc cực kỳ hiếm gặp, vô tình được camera ghi lại khiến người xem kinh ngạc. Khoảnh khắc động vật di cư cực hiếm gặp. Cá hồi di cư. Khi nói đến những loài vật nghị lực nhất thì không thể không kể đến cá hồi. Minh chứng là những hình ảnh chúng vượt qua thác lớn bất chấp kẻ thù, hay thậm chí là đánh đổi tính mạng, băng băng qua những đoạn đường ngập nước làm cản trở giao thông ở Southern Washington. Quả là ấn tượng phải không nào? Được biết, cá hồi là một trong những loài vật có cuộc di cư ấn tượng nhất với quãng đường lên đến 3.800 km. Cá hồi được sinh ra ở vùng sông nước ngọt, sau đó di cư ra biển. Chúng đi ngao du ở đại dương bao la khoảng 4 năm. Khi đã khôn lớn và trưởng thành, cá hồi sẽ lội ngược dòng trở về nơi nó sinh ra để đẻ trứng. Tuy nhiên, lúc đi thì có vẻ dễ, nhưng trở về quê hương lại cực kỳ gian nan. Hành trình trở về nhà của chúng trở thành bữa tiệc vô cùng lớn đối với loài cá săn mồi như gấu, đại bàng và cả sói xám. Khi vượt qua được cửa ải của những kẻ săn mồi, cá hồi di chuyển đến thượng nguồn. Ở đó, chúng cần hoàn thành thử thách cuối cùng, đó chính là vượt thác, trước khi chúng đặt chân đến nơi mà mình được sinh ra. Sau khi đẻ trứng thì chúng từ từ đi vào giấc ngủ ngàn thu vì bị kiệt sức do cuộc hành trình dai dằng dặc. Những quả trứng nở ra và những con cá hồi con sẽ tiếp tục cuộc hành trình mới độc nhất vô nhị của mình. Tiếp đến là một cuộc di dân với quy mô không thể lớn hơn của loài cua đỏ. Di cư của cua đỏ. Đảo Giáng sinh tọa trấn tại Ấn Độ Dương là một hòn đảo bao phủ bởi rừng nhiệt đới. Nơi đây cũng là nơi diễn ra cuộc đua marathon với quy mô siêu to khổng lồ. Cuộc đua thường bắt đầu từ đầu tháng 10 hoặc tháng 11. Đây là cuộc đua với sự tham gia của hơn 50 triệu ứng cử viên cua đỏ. Chúng xuất phát từ trong đất liền và mất khoảng 5 đến 6 ngày để đến bờ biển. Cuộc chiến sinh tồn thì chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi chúng còn phải đối mặt với người anh em to xác hơn là cua rửa. Hay đôi khi đói có hóa liều, chúng sẽ tự đồ sát luôn anh em đồng môn rồi nhai ngấu nghiến. Cuối cùng, sau khi đến được bờ biển, đàn cua đỏ sẽ không quên nhiệm vụ của mình là đẻ trứng. Đối với hàng tỷ quả trứng được đẻ ra mỗi năm, chúng nở ra gần như ngay lập tức. Sau đó, cua con sẽ phải trải qua một tháng ngoài đại dương trước khi quay trở lại để bắt đầu cuộc sống trên đảo. Điều này tạo ra một cuộc di cư vô cùng bá đạo của những chú cua bé tí tẹo như thế này đây. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều các loài động vật di cư với số lượng lớn, tạo nên những cảnh tượng vô cùng kỳ lạ và đẹp mắt. Ví dụ như, ngày 20 tháng 8, ngoài khơi bờ biển Southampton, New York, Mỹ, hình ảnh một đàn cá hồi biển gai độc lớn với hàng nghìn con bơi sát nhau ngay gần mặt nước đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp. Hay như vào mỗi thời điểm cuối tháng 11 hàng năm, hàng ngàn con tuần lộc ở Lapland, Phần Lan sẽ bắt đầu chuyến di cư ngoạn mục trước khi các núi tuyết bắt đầu tan chảy. Tiếp đến là những hiện tượng lạ tưởng chừng chỉ có những người may mắn nhất mới có thể nhìn thấy. Những hiện tượng lạ trên thế giới. Lửa cháy ngùn ngụt bên trong thân cây. Cảnh tượng kỳ lạ này được một người đàn ông sống tại Trinity, Texas, Mỹ quay lại. Theo đó, khi người này đang di chuyển trên một đoạn đường thì bất ngờ phát hiện một cảnh tượng hí hữu. Đó là một ngọn lửa đỏ rực bốc cháy ngùn ngụt từ bên trong thân cây. Nhưng kỳ lạ là vỏ cây lại không hề hấn gì. Nhìn từ xa, cái cây trông giống hệt như đang ẩn chứa dung nham, vô cùng ấn tượng. Rất nhanh sau đó, hiện tượng này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo sợ, thậm chí họ còn liên tưởng đến một lối vào địa ngục bí mật. Tuy nhiên, thực tế không đáng sợ như vậy. Theo thông tin đăng tải, ngày hôm đó, sau mưa bão, sét xuất hiện nhiều, đánh trúng vào một cây xanh. Bị tia sét mạnh mẽ đánh trúng, thân cây gần như bị tách làm đôi. Sức ảnh hưởng của tia sét quá dữ dội, khiến thân cây bốc cháy từ bên trong như vậy. Được biết, cảnh tượng tương tự như thế này cũng đã từng xuất hiện ở Chandler, California ở Mỹ vào năm 2017. Trái ngược với những thân cây rực lửa, thì trên thế giới cũng có cây dâu cổ thụ tự phun nước xối xả như vòi phun này đây. Cây phun nước như vòi phun. Bình thường, về lý thuyết, thì nước sẽ không thể tự chảy ra từ một cây còn sống. Nhưng trường hợp này lại hoàn toàn khác. Nước tuôn xối xả từ một thân cây dâu già cổ thụ như vòi phun, khiến nhiều người lần đầu chứng kiến không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Dòng nước chảy xối xả từ một thân cây cổ thụ dù trời không hề mưa. Còn với dân làng Dinosa ở Montenegro thì họ chỉ đơn giản coi đây là một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp. Trên thực tế thì hiện tượng kỳ lạ và khó hiểu này lại có lời giải thích vô cùng hợp lý. Những cơn mưa lớn trước đó đã làm ngập suối ngầm, mạch nước ngầm, áp lực tăng đã đẩy nước lên phần rỗng của thân cây, rồi từ các vết nứt của thân cây nước trào xuống như một vòi phun. Tiếp đến là một hiện tượng bí ẩn mà đến nay
các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Ngọn lửa vĩnh cửu nằm trong rác Eternal Flame Falls, khu bảo tồn Charlotte Creek tại công viên Janus River, New York. Ngọn lửa thần kỳ này mang tên gọi vĩnh cửu khi quanh năm suốt tháng đều không thể bị dập tắt, kể cả khi con người tìm cách dập lửa, kết quả là nó sẽ lại bùng lên ngay lập tức. Điều này cho đến nay vẫn khiến các nhà khoa học đau đầu tìm lời giải thích. Do đó, từ hàng trăm năm qua, ngọn lửa vĩnh cửu luôn được người dân bản địa tôn thờ, coi như là một hiện thân của thần linh và sự trường tồn. Từ xưa đến nay, những nhà thám hiểm sa mạc sau khi may mắn sống sót trở về đã kể những câu chuyện kỳ lạ mà họ được chứng kiến xảy ra giữa các cồn cát. Giọng hát ma quái cất lên từ sa mạc. Theo họ, chính những bãi cát đã phát ra nhiều âm thanh bí ẩn, từ tiếng rít nhẹ cho đến âm thanh như tiếng sáo, nhưng cũng có lúc gầm rú, ầm ầm hay thậm chí là những tiếng nổ đáng sợ vang xa hàng km. Trước khi được nghiên cứu, nhiều giả thiết đáng sợ về hiện tượng này đã được đặt ra. Hiện tượng bí ẩn của những đồi cát biết hát được nhắc đến với những tác phẩm văn học, cho rằng chúng là những linh hồn sa mạc độc ác hay những loài sinh vật huyền bí ẩn nấp phía sau nơi hoang vu, ít bóng người nhất trên thế giới. Người bản địa làm nhiệm vụ hướng dẫn cho các nhà thám hiểm cũng giải thích rằng những âm thanh có nguồn gốc từ các linh hồn địa ngục và đây là cách mà chúng nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện thấy âm vực của các nốt nhạc trong những bài hát của cát phụ thuộc vào kích thước của từng hạt và tốc độ chúng di chuyển trong không khí. Loại âm thanh êm tai này thường chỉ được phát ra trong điều kiện thời tiết gió nhẹ, nắng đẹp. Bên cạnh đó, hạt cát càng khô thì tiếng kêu càng to, còn khi ẩm ướt, ngày mưa hay mùa đông thì những hạt cát đó lại thường câm lặng. Sóng thần băng. Những cơn sóng thần băng cao cả mét từ từ ập vào bờ và nuốt chửng bất cứ thứ gì chắn trên đường đi. Nó đủ sức xô đổ các cột đèn tín hiệu giao thông hay thậm chí là các bức tường chắn cao đến 2 mét. Hiện tượng kỳ lạ này được các nhà khoa học giải thích rằng khi băng trên mặt hồ nước vỡ tan sẽ tạo ra các khối băng lớn trôi nổi. Những cơn sóng mạnh đẩy chúng vào bờ làm thành những con sóng thần băng chúng ta đang trông thấy. Tuy nhiên, di chuyển chậm nhưng dường như không có thứ gì có thể ngăn cản được nó đâu. Băng vỡ ra xếp chồng lên nhau khi tiếp cận với mặt đất. Theo một nghiên cứu, thì các tảng băng bị đẩy đi quãng đường khoảng 400 mét trong vài giờ, mặc dù chúng chỉ lấn vào đất liền một vài mét. Tiếp đó cũng là một hiện tượng vô cùng đẹp mắt. Trứng băng. Vào tháng 11 năm 2019, một người đàn ông mang tên là Risto Matila đã ghi lại một hiện tượng hiếm gặp khi ông và vợ của mình đang tản bộ dọc theo bãi biển Majaniemi trên đảo Hailuoto, một vùng đất nằm giữa Phần Lan và Thụy Điển. Theo như những gì cặp vợ chồng này thuật lại, những quả bóng băng này đã bao phủ dày đặc một khoảng diện tích lớn hơn 30 mét bờ biển. Một số quả trứng băng có kích thước lớn tương đương quả bóng đá. Hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người đã đến tận nơi để chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này. Theo các chuyên gia giải thích rằng, hiện tượng những khối băng hình quả trứng xuất hiện trên bãi biển ngoài khơi Phần Lan được hình thành do các đợt sóng gần bờ biển đá phá vỡ lớp băng mềm. Các mảnh băng tan sau đó tích tụ vào nhau ở nhiệt độ rất thấp và tiếp tục được sóng biển bao mòn để tạo nên bề ngoài tròn trịa như những quả trứng. Không chỉ riêng đảo Hailuoto, hình ảnh những quả trứng băng còn được phát hiện trải dài trên các hòn đảo nằm dọc theo vịnh Thonia, giữa các bờ biển phía tây của Phần Lan và phía đông của Thụy Điển. Các khối băng có kích thước rất đa dạng, từ bé như lòng bàn tay đến to như những tảng đá ngoài biển. Lại thêm một hiện tượng tự nhiên vô cùng kỳ lạ nữa đã bất ngờ xuất hiện trên sa mạc ở Iraq, đó là dòng sông cát chảy giữa sa mạc. Dòng sông cát kỳ lạ chảy giữa sa mạc. Một đoạn video đã làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội trong suốt thời gian vừa qua. Cụ thể, video này được thực hiện tại Iraq, quay lại cảnh một người đàn ông đứng kế bên bờ cát trắng. Duy chỉ có một điều khác biệt, bờ cát đang tạo thành dòng chảy giống như một con sông. Khi vừa xuất hiện, dòng sông này đã thu hút được rất nhiều người hiếu kỳ tới để được tận mắt chứng kiến hiện tượng tự nhiên kỳ lạ này. Vậy bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao cát lại có thể chảy thành sông ở giữa sa mạc như thế này không? Chúng ta hãy cùng đi tìm lời giải cho hiện tượng này nhé! Dòng sông kỳ lạ này dường như không được cấu tạo bởi một dòng nước, mà thay vào đó là một nguyên liệu trông rất giống cát. Chính vì vậy mà đa số người dân nơi đây và cư dân mạng đặt tên cho nó là dòng sông cát. Dòng chảy của sông gần như là những viên băng nhỏ màu trong suốt, có nguồn gốc từ thượng lưu và những khu vực đồi núi chảy xuyên qua sa mạc. Trong quá trình di chuyển,
những viên băng này bắt đầu tan dần và tạo thành dòng chảy. Đáng nói, với một quốc gia vốn có một nền khí hậu nóng và khô cằn như Iraq, thì việc băng được hình thành là một điều không tưởng. Nope. Nhưng theo các chuyên gia khí tượng giải thích, vào khoảng thời gian trên, Iraq đã đón nhận một trận mưa đá và bão băng lớn, đi kèm với những cơn mưa xối xả đã tạo nên những viên băng này. Ngọn lửa thần kỳ khiến cây cỏ hồi sinh. Đoạn video dài hơn 25 giây được ghi lại bởi một người đàn ông khi đang đi dạo quanh công viên Parque del Cidassus ở Tây Ban Nha. Người này bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên rồi nhanh chóng lan rộng thành một đường lửa, từ từ quét qua phần còn lại của công viên. Điều kỳ lạ là đám cháy lan đến đâu thì đám cỏ khô cằn xám xịt lại chuyển màu xanh tươi tốt, trông như vừa mới được hồi sinh vậy. Sau khi thấy đám cháy, người đàn ông này đã lập tức gọi cho sở cứu hỏa. Nhưng sau đó, người này lại phát hiện ra rằng ngọn lửa bí ẩn lại không làm bốc cháy từ cây đến cỏ khi ngọn lửa quét qua. Sau khi đoạn video được chia sẻ lên mạng, nhiều người nghi rằng đoạn video trên là kỹ xảo điện ảnh nhằm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một số kênh thông tin địa phương xác nhận sự việc trên hoàn toàn có thật và đưa ra lời giải thích đầy bất ngờ. Theo đó, thứ màu xám trên mặt đất thực chất không phải là cỏ khô mà là hạt sống của những cây dương được bao quanh bởi sợi lông tơ. Những hạt này rất dễ bắt lửa, nên có thể ai đó đã vô tình làm cháy đám lông tơ, làm lộ ra đám cỏ xanh bên dưới, khiến người ta cảm giác như đám cỏ đang hồi sinh kỳ diệu. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã vô tình tạo nên cảnh tượng vô cùng đẹp mắt phải không nào? Tiếp đến là một dòng thác rực sáng vô cùng tuyệt đẹp mang tên thác đuôi ngựa. Thác lửa. Nằm trong công viên quốc gia Yosemite, California của Mỹ, thác Oyster được biết đến là nơi xảy ra hiện tượng thác lửa. Hiện tượng này vô cùng hiếm gặp khi chỉ xảy ra ở thác nước này. Cụ thể, thác Oyster có chiều cao khoảng 500m. Nguồn nước tại thác có nguồn gốc từ lượng tuyết tích tụ trên núi El Capitan, tan chảy khi tiết trời ấm dần vào mùa xuân. Cứ vào khoảng tuần thứ 2 của tháng 2 hàng năm, thác Oyster trở thành thác lửa giống như dòng nham thạch chảy từ trên đỉnh thác xuống phía dưới vậy. Trên thực tế, cảnh tượng thiên nhiên kỳ thú này xuất phát từ sự kết hợp hoàn hảo của các yếu tố tự nhiên. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời chiếu rọi vào dòng nước của thác Oyster đang đổ xuống phía dưới. Nhờ hiện tượng khúc xạ ánh sáng, dòng nước đổi màu sang đỏ rực giống như ngọn lửa đang cháy. Cây nấm khổng lồ ở Trung Quốc. Một người nông dân ở Trung Quốc vừa phát hiện cây nấm khổng lồ nặng tới 15kg. Khi thấy cây nấm khổng lồ này, nhiều người sống ở thị trấn Pumsian, tỉnh Vân Nam đã nhanh tay ghi lại hình ảnh bằng thiết bị điện thoại và máy ảnh. Mọi người chứng kiến đều hy vọng đây sẽ là cây nấm lớn nhất trên thế giới mà họ đã từng được trông thấy. Cây nấm này nặng tận 15kg và có đường kính là 93cm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết nó thuộc loài nào và cũng không rõ cây nấm này có độc hay không. Nếu các bạn nghĩ chỉ có các pháp sư Ấn Độ mới có thể phá vỡ định luật vật lý thì không đâu nhá. Nope. Những khoảnh khắc sau đây còn vi diệu hơn nhiều. Những khoảnh khắc phá vỡ mọi định luật vật lý. Đá nổi kỳ diệu. Nếu như các bạn có dịp vòng quanh làng Ayutthaya ở miền đông Ả Rập Xê Út thì sẽ có cơ hội gặp được hòn đá siêu to nằm ở ven đường. Mới nhìn qua, bạn sẽ tưởng rằng nó đang bay lơ lửng. Thực tế thì nó bay thật. Chỉ với 3 cái cột trụ bé tí nhưng lại có thể đỡ được cả khối đá to khổng lồ ở phía trên. Thế là từ đây đã bắt đầu các cuộc nghiên cứu, thảo luận giữa các giáo sư, tiến sĩ và cả những người hiếu kỳ, nhưng đều không có kết quả rõ ràng đâu cả. Theo truyền thuyết thì nhà tiên tri Muhammad đã bay lên trời từ nơi này và hòn đá đã cố để bay theo, nhưng cuối cùng nó được ra lệnh phải dừng lại, do đó nó cứ lơ lửng ở đó thôi. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết với nhá! Đá của Chúa Trời. Tảng đá Krishna Butterball tọa lạc ở một thị trấn thuộc Kanchanpuram của Tamil Nadu, nặng hơn 250 tấn, cao 6m và có đường kính 5m, nằm trên sườn đồi dốc 45 độ. Nó không lăn xuống đồi, cũng không hề nhúc nhích, bất chấp mọi nỗ lực di chuyển. Vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, một vị vua thuộc triều Plava ở Ấn Độ trở thành người đầu tiên tìm cách dịch chuyển tảng đá nhằm tránh cho nó khỏi rơi vào tay các thợ chạm khắc, nhưng đã không thành công. Năm 1908, Arthur Lawley, thống đốc bang Madras, có ý định dịch chuyển tảng đá ra khỏi sườn đồi vì lo ngại nó có thể lăn xuống bất kỳ lúc nào và phá hủy thị trấn dưới chân đồi. 7 con voi được sử dụng để tiến hành việc di chuyển, nhưng tảng đá không xê dịch dù chỉ một chút. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải điều gì khiến tảng đá ở nguyên tư thế thăng bằng như vậy. Tảng đá này được những người dân ở địa phương gọi là Van Eyck, tức đá của Chúa Trời.
Họ tin rằng các vị thần đã đặt tảng đá ở đây để thể hiện sức mạnh của mình. Tuy hiện nay vẫn chưa thể dịch chuyển tảng đá này, nhưng nhiều người cho rằng vẫn nên cảnh giác và việc ngồi dưới tảng đá để tránh nắng không phải là một ý tưởng hay.